Okay. Chào mừng cô chú bác anh chị em đã quay trở lại với kênh Hưng Xe Điện, kênh chuyên dành cho người tiêu dùng xe điện tại Việt Nam. Và mình là Khánh Hưng, mình đến từ group Facebook người dùng xe điện Việt Nam. Và trong video clip ngày hôm nay, trước mắt cô chú bác anh chị em đang là chiếc V002. Và chiếc xe V002 này thoạt nhìn, có cái nhìn ban đầu thì cái chiếc xe này là một chiếc xe rất là đẹp các bạn. Nó mang một cái kiểu dáng góc cạnh, có một cái đôi mắt như là chim ưng vậy đó các bạn. Và cái đèn chính rất là sáng ha. Chiếc xe này cho mình cái cảm giác ban đầu kiểu dáng rất là xe máy luôn á. Thì mình nói xe máy có nghĩa là nó rất là quen thuộc, rất là góc cạnh giống như những chiếc xe máy khác ha. Ok, thì chiếc xe này là cái mẫu xe không phải là đầu tay của Jadier đâu các bạn. Nhưng mà đây là một mẫu xe phải nói là điểm nhấn nha các bạn. Điểm nhấn thì cái mẫu xe này theo Hưng dự đoán nó có thể là khuynh đảo thị trường trong thời gian tới, bởi vì kiểu dáng của nó rất là trung tính, nó có thể dành cho nam đi được, nữ đi cũng được,
rất là đẹp và rất là nhiều màu ha các bạn ha. Đó là nói về cái phần thiết kế. Nếu mà cô chú bác anh chị em có muốn thử thực nghiệm chiếc xe này xem có đúng như Hưng nói như vậy không thì hãy chạy đến 378 Spa Thọ Ngọc Hầu để chạy thử cái dòng xe này nhé. ProLab luôn có xe chạy thử cho cô chú bác anh chị em ha. Ok, và Hưng xin điểm sơ qua về những cái phần trang bị mà đắt giá trên cái mẫu xe này ha. Ok, thì cái mẫu xe này nó có những cái trang bị ví dụ như là Smart Key các bạn. Smart Key có thể bật tắt xe từ xa ha, bật tắt xe từ xa đó, đó ok ha. Rồi, tắt xe, khóa bánh, chống trộm. Rồi thì thắng đĩa trước sau nó là hai piston ha, mặc dù nó có một cúp thôi nhưng mà nó là hai piston ép và thắng đĩa trước sau bánh 14 inch. Wow. Động cơ thì là động cơ hub motor nè, 1500W 72V của Yadier phát triển luôn ha các bạn ha. Thì cái mẫu này nó có được một cái mà trên thị trường ít mẫu nào làm được, đó là cái dàn nhựa của nó rất là chỉnh chu ha, rất là gần với một những chiếc xe máy đó các bạn, rất là chỉnh chu. Và những cái ốp đó nè các bạn thấy rất là chỉnh chu các bạn ha. Phục này thì nó cũng giống như bình thường thôi các bạn, nó cũng không phải là phục gì quá cao cấp đâu, nhưng mà nó được cái nó có cân chỉnh nha các bạn này. Các bạn chạy nặng chạy nhẹ gì các bạn có thể chỉnh được nha. Và đây là cái cặp phục có thể chỉnh được. Wow, rất là đã ha, lần đầu tiên mình thấy trên chiếc xe điện mà có cái cặp phục này luôn. Mặc dù là những chiếc xe xăng thì nó đầy ra các bạn, nhưng mà đây là một cặp phục gọi là đáng để lưu tâm ha, đáng để chấm điểm ha. Các bạn đi nặng hay đi nhẹ gì các bạn chỉnh cái này là nó nhúng cho các bạn hết ha, rebound lại. Rồi, đó. Thì đó là những cái điểm mà các bạn có thể thấy ở phía ngoài khi các bạn nhìn vào chiếc xe này. Và cái điểm mà đối với Hưng ấn tượng nhất trên chiếc xe này, ngoài cái ngoại hình còn về cái phần tiện ích trên chiếc xe này nữa, thì sau đây cô chú bác anh chị em hãy theo Hưng để khám phá những cái tiện ích mà Hưng thấy nó đặc biệt lắm trên chiếc xe này các bạn ha. Ok, let's go. Về phần tiện ích thì hồi nãy Hưng đã nói là đã có mở khóa bằng chìa, không cần chìa đúng không ạ? Thông minh ha. Còn tiếp theo mình sẽ mở khóa bằng chìa cơ. Thì các bạn, cô chú bác thì em có thể thấy là khi mình mở khóa lên, nguyên cái màn hình TFT đa sắc, nguyên màn hình LCD đa sắc nó sẽ hiện lên ha, rất là đẹp. Bật lại nè, bật đi bật lại 800 lần cho cô chú bác chị em thôi. Rất là đẹp, rất là nhiều màu và nhiều thông số. Thì những thông số thì khi nãy Hưng vận hành Hưng đã nói rồi ha. Đây, cái điểm nhấn rất là đẹp. Và nguyên cái dàn nút hai bên xe này thì phải nói là nó full option luôn rồi các bạn. Nó full option là sao? Nó có số lùi nè, số lùi rule control nằm bên đây nè, kết hợp với cái nút kèn. Đây là số lùi với rule control nha. Khi các bạn chạy trên đường á thì các bạn bất cứ giải tốc độ nào các bạn bấm cái là nó giữ rule control. Mà khi các bạn đang giữ xe ở số 0 á thì các bạn giữ cái này, các bạn lên ga nó sẽ là số lùi ha. Đó, xi nhan. Nút bấm trên chiếc xe này rất đẹp. Nguyên cái tắp lô này rất là đẹp ha các bạn ha, không thể chê vào đâu được ha. Nút bấm rất là chỉnh chu và rất là đàng hoàng ha. Thì không biết là ron cao su bên trong nó có ổn không, thì mai mốt mình sẽ test thử xịt nước này nọ. Thì cô chú bác anh chị em đừng quên nhấn đăng ký kênh Hưng Xe Điện để theo chân Hưng cùng hành hạ em đó nha. Rồi đó, bên trái Hưng đã giới thiệu ha, bát xin nè đó ha, trái xi nhan, trái phải nè, rui gần trâu kèn. Rồi còn bên phải nè, đâu có thua gì đâu, đâu có thiếu chức năng đâu. Chuyển số nè các bạn, tắt B nè ha, tắt B, chuyển số, bật đèn và hazard nữa, rất là ngạc nhiên luôn các bạn, có hazard luôn. Đầy đủ thiệt chứ. Sẵn tiện năng nằm trên nắp lô Hưng nói luôn. Đó, cái chỗ này nè, chỗ gắn kính nè. Đó, cái răng cao su cũng rất là dễ thương ha, rất là chi tiết. Thường thường cái răng cao su là người ta làm chỉ có xuống tới đây thôi, nhưng mà răng cao su này á nó che luôn ốp này, rất là đẹp ha. Cái chi tiết này của nó là rất là tỉ mỉ. Cái kiến này thì Hưng thấy nó hơi nhỏ ha. Tuy là nó rất là đẹp, nó có cái điểm nhấn này nọ, đồ rất là hợp với lại những cái viền mạ chrome trên xe, nhưng mà kiến này đối với mình là nhỏ nha. Chung là mấy anh nào mà thích góc cạnh thì rất là thích cái kiến này, còn riêng đối với mình thì nó nhỏ xíu thôi, nhưng mà đối với chấm điểm đồ đẹp với đồ hoàn thiện á thì ok, rất là đẹp ha, đối với mình rất là đẹp. Đó, đó là những cái phần mà tiện ích. Rồi bên trái thì các bạn này để không để được nước đâu nha. Này để được cái gì đó nhỏ nhỏ thôi, khăn hay gì đó thôi. Điện thoại thì để sạc được một nửa thôi các bạn. Khi các bạn để điện thoại này vô sạc thì nó cũng rất là sợ nó rớt nha. Nó cũng chinh vinh lắm các bạn, ớn lắm, đi từng cái lớp. Cái này để điện thoại cũng phiêu lắm. Nhưng mà ở đây có cổng sạc cho điện thoại ha. Tiếp theo mình sẽ mở cốp lên. Đặc biệt cái cốp xe này má ơi, rộng trời ơi đất hỡi luôn, ghê thiệt chứ.
rộng lắm các bạn. Đấy, đã để đồ rất là nhiều, để đồ nhiều là nhiều, còn để được cái nón của mình luôn. Tới một chuyện thiệt chứ, hơi ép chút xíu nhưng mà được nha các bạn. Wow, ấn tượng thiệt chứ. À, đã để đồ rất là nhiều rồi nha, còn để được thêm cái nón của mình nữa chứ. Mình cứ tưởng là không để được nón nha, nhưng mà cái này được các bạn, nhét vô được á, ép chút xíu là được à. Wow, xong rồi đó. Ngạc nhiên thiệt chứ. À, cái cốp nó rộng trời ơi, nó thởi luôn. Và cái chỗ để chân á, rộng lắm nha các bạn. Nè, coi cánh tay mình nè, rộng, chỗ để chân là rộng nha, rất là thoải mái. Rồi, wow, đó các bạn thấy không, à, VinFast đã có đối thủ đáng gờm rồi đó các bạn. Thắng đĩa trước sau này nọ đồ ha, cốp rộng, yên, êm. Trời ơi, xe này chỉ có cái phuộc là nãy mình chưa chỉnh thôi, mình đi nó hơi cứng thôi. Còn lại là chạy cũng bốc lắm, đâu có thua Philips. Xe này chạy không thua Philips đâu, chạy hơn 60 đó các bạn. Wow, con này mà vô lò rồ lắp là ngày mai nó thành chiến binh luôn các bạn, đi ra nó thành chiến binh luôn ha. À, các bạn, cô chú, anh chị em muốn biết, muốn biến nó thành chiến binh như thế nào, comment bên dưới video đi. À, chạy nhanh bao nhiêu, đi xa bao nhiêu, làm pin gì đó, comment nhiệt tình vô, Hưng sẽ làm, Hưng sẽ làm đúng theo cái yêu cầu của chú anh chị em ha. Cái xe này có một khuyết điểm là cái phần móc ở chỗ này nó vẫn rất là yếu các bạn ha, không có mạnh lắm, nói chung cũng tương đối thôi ha. Vậy thôi, phục trước phục sau thì để hồi nữa tôi ra đại lộ Võ Văn Kiệt á, nó có những cái gờ giảm tốc mình nhúng thử coi, còn nó có tê tay không nha, tê tay tôi báo lại cho cô chú anh chị em biết liền. Rồi đó, rồi thì đó là cái review sơ bộ, thì Hưng cũng chưa có chạy chiếc xe này nhiều đâu, thì đó là những cái cảm nhận ban đầu thôi. Chiếc xe này hiện tại đang có giá là 27.9 triệu. Nếu cô chú bác anh chị em mua tại Rolab sẽ được tặng nón bảo hiểm, áo mưa, rồi voucher để làm pin, nâng cấp pin này nọ đồ, và ắc quy thì thu lại với giá rất là tốt nha ha. Nếu mà làm pin thì sẽ có voucher, tặng voucher vài triệu để làm pin, và ắc quy thì thu lại với giá tốt, là sẽ khiến cho cái pin của chú bác anh chị em sẽ được khấu trừ lại rất là tốt ha. Thì cô chú bác anh chị em thì hãy liên hệ với số hotline 0962424251 để Hưng sẽ hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho cô chú bác anh chị em ha. Rồi, xin hẹn gặp lại cô chú bác anh chị em trong những cái video tiếp theo ha. Đây là cái video trải nghiệm ban đầu thôi. Nhớ đăng ký kênh Hưng Xe Điện và comment bên dưới video cái mong muốn của mình về chiếc xe này cho Hưng biết nha. Let's go.